Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm tiếp một cái món bánh ống lá dứa với cái hương vị rất là mới lạ luôn. Bánh nó thơm và nó dẻo, nó có độ xốp mềm. Bánh này các bạn có thể ăn không hoặc là ăn với đường, dừa, muối mè. Ngon lắm luôn, xốp xốp và thơm. Cực kỳ xốp luôn. Với một công thức mới nữa thì mời các bạn cùng xem video. Trước hết thì mình chuẩn bị lá dứa nè. Lá dứa nếu mà xay có màu đẹp thì các bạn phải chọn lá dứa già. Có cái màu đậm thì mình xay lên nó thơm và nó ngon nữa. Thì bây giờ mình đi cắt. Cái này mình làm nhiều á. Cắt ra nhỏ nhỏ để chút nữa mình xay. Thì mình làm sẵn cho vô tủ lạnh để dành xài luôn. Rồi các bạn cho vô trong cối nè. Mình cắt nhỏ thì mình xay nó dễ hơn. Cho nước vô. Mình sẽ xay. Xay cho nó mịn. Xay nó mịn xong thì mình đi lược. Lược để mình bỏ hết cái phần xác lá dứa đi. Lá dứa rất là đậm luôn. Các bạn sẽ ép nó xuống để lấy hết cái phần nước cốt lá dứa. Rồi chút mình lườn lại. Xong rồi mình chuẩn bị 250g bột gạo, là mỗi một chén là 150g á. 50g bột nếp là tương đương 5 muỗng canh lưng. Đây, bột gạo và bột nếp thì mình dùng cái hiệu này, các bạn cũng có thể dùng hiệu khác cũng được luôn. Tiếp theo thì mình dùng tí xíu muối nè. 100g đường cát, 70ml nước cốt dừa và 70ml nước cốt lá dứa hồi nãy mình xay ra. Khoai môn thì mình chỉ dùng ít thôi, chút nữa mình bào ra. Khoai môn sẽ giúp bánh thơm ngon nè. Và đây là cái xác dừa mình đã dắt lấy cái nước cốt rồi đó. Thì xác dừa này khoảng chừng 100g á, mình cho vô. Chút nữa mình cho vô. Cái nước lá dứa mà muốn đậm hơn thì các bạn phải cho vô vài giọt màu thực phẩm. Màu lá dứa thì phần này thì tùy các bạn nghe, không cho cũng không sao. Bây giờ mình sẽ mài cái phần khoai môn này. Khoai môn á, các bạn mài ra cho nhỏ vậy nè. Cái đồ mài này cũng các bạn hỏi mình là mua ở đâu á, thì mình mua trong những cái tiệm bán đồ mũ, đồ nhựa là có à. Mài nè, thì mình mài mình lấy khoảng chừng một phần thôi. Khoảng chừng 50g khoai môn đã mài sẵn. Rồi các bạn cho bột vô. Nếu như thích ăn khoai môn nhiều hơn thì cũng có thể tăng lên chút xíu. Nhưng mà nếu tăng lên thì mình sẽ giảm cái lượng nước lại. Cho đường, cho muối vô hết luôn. 100g đường này là cái bánh ngọt vừa ăn. Nước cốt dừa hồi nãy mình ép ra đó, từ cái xác dừa ra đó, mình cho vô hết luôn cho nó béo ngon. Rồi các bạn trộn từ từ ha. Rồi mình cho nước lá dứa vô. Bột lúc này nó cũng hơi ẩm rồi đó. Và nước lá dứa này mình sẽ múc vô, mình cho vô từ từ chứ không có cho vô một lần. Vừa cho thì các bạn vừa bóp cho nó đều. Thì cái phần nước lá dứa này mình cũng không cần lượng chính xác, tại vì mình không dùng hết cái tỷ lệ này đâu. Mình nhòi, mình bóp cho nó đều ra để cái phần bột này nó tơi ra. Đây, mình thấy mà cái bột nó bắt đầu nó tơi vậy nè. Nó cũng có những cái cục hơi to to và phần bột phải khô. Bây giờ mình sẽ lấy rây, mình rây nó lại để cho nó mịn. Các bạn chà chà nó vậy nè, để cho nó lọt xuống, nó mịn bột. Nếu như không gây thì cũng có thể cho vô cối mình xay cho nó tơi, cũng nhanh lắm. Mình rây xong hết rồi nè. Rây nó hơi lâu chút, nhưng mà nếu các bạn không rây á, thì bột nó không có tơi ra. Xay thì cũng được luôn. Bột lúc này mình bóp lại mình thấy nó hơi khô khô vậy nè, chứ nó đừng có ướt nha, nếu nó ướt là nó nhão. Rồi cái phần xác dừa thì mình sẽ trộn vô. Các bạn thích ăn nhiều thì cho xác dừa nhiều. Mình cho hết cái phần này luôn. Cho vô và trộn đều.
Lúc này á, nghe được cái mùi thơm của bánh ống rồi nè. Mình sẽ nói sơ qua cái phần cái khuôn này. Khuôn này thì mình đặt làm trong những cái tiệm thiết inox á. Thì nếu đặt thì các bạn chọn cái nồi inox có cái vành vậy nè, để mình đem lại mình đặt làm cái khuôn. Và trong cái khuôn nó có những cái ống. Thì nếu đặt inox hoặc là đặt khuôn nhôm cũng được. Đây bốn cái ống vậy nè. Cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình á. Là mình dùng cái nắp chai để mình làm cái quặng, cho bột vô, nước phải sôi thì mình hãy cho vô khi nó đầy ống vậy là được rồi. Và mình lấy cái miếng giấy mình đậy nó lên, tại vì cái khuôn này không có nắp, các bạn có thể làm cái khuôn có nắp, đậy lên hết luôn bốn cái khuôn và các bạn hấp khoảng chừng 5-7 phút. Hấp đến khi nào mà mình thấy hơi nó tỏ ra trong cái ống là bánh nó chín. Lấy bánh ra. Mình kéo nhẹ là bánh nó lên nè, rồi mình lấy nó ra. Đây những cái bánh ống nè, mình làm được 3 cái rồi. Lấy ra rồi mình để qua một bên. Làm cái nào á, các bạn lấy cái bánh nào ra thì mình cho bột vô mình làm tiếp. Rồi lấy ra. Bánh ống cực kỳ xốp luôn á. Nếu như cái bánh mà các bạn làm bột nó không xốp á, là khi mình làm vậy nè, kéo ra nó rất là cứng. Bánh ống này các bạn có thể ăn không, hoặc là mình ăn với muối mè, muối, đường và mè trộn lại. Đây những cái bánh ống lá dứa nè. Nếu thích béo hơn có thể thêm dừa. Bánh xốp và nó có cái màu xanh đẹp mắt của lá dứa. Nó xốp thì mình cầm lên nó nhẹ lắm. Mình sẽ ăn kèm với dừa và muối mè. Nếu như thích đậm đà hơn, cho lên tí xíu muối mè cho nó thơm. Ăn vậy thì nó giống như là mình ăn xôi vậy đó. Nó xốp xốp mà nó thơm. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức món bánh ống lá dứa. Bánh rất là béo, ngon và thơm. Thơm nước cốt dừa nữa. Mà nếu ăn với đường dừa thì nó hơi đậm đà. Đây cái bánh nè các bạn, bên trong thì nó rỗng nè và cực kỳ xốp mềm, không có bị chai cứng. Và bánh này thì mình ăn nóng nó mới sẽ ngon hơn là ăn nguội. Mình ăn không vậy vẫn ngon luôn á, tại vì nãy mình có nêm đường và nước cốt dừa đó, nên cái bánh ăn không vẫn ngon. Dừa miệng nữa, không có bị lạc đâu, ngọt và thơm béo nước cốt dừa. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh giúp mình like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.